tính tới thời điểm ngày 10 tháng 9 năm 2021, hiện Việt Nam có 7 loại vaccine đã được cấp phép sử dụng và đang triển khai tiêm chủng tại Việt Nam gồm một vaccine hai hát vắc của công ty trách nhiệm hữu hạn viện sinh phẩm Bắc Kinh thuộc tập đoàn Biotech quốc gia Trung Quốc CNBG, Trung Quốc, sản xuất bán thành phẩm. Vắc-xin này được đóng gói sơ cấp thứ cấp và xuất xưởng tại Junfa, các pharmaceutical industry, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tiêm hai mũi chưa cập nhật. Hiệu suất chưa cập nhật. 2. Vaccine Verocell Sinopharm do Viện Sản phẩm Sinh học Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Biotech Quốc gia Trung Quốc CNBG sản xuất. Hiệu suất đạt khoảng 79%. Tiêm mũi hai cách nhau 3 đến 4 tuần. 3. AstraZeneca Vaccine COVID-19 AstraZeneca do hãng dược AstraZeneca kết hợp sản xuất theo công nghệ của Đại học Oxford, Anh Quốc. Hiệu suất đạt 76%. Tiêm mũi 2 cách mũi 1 từ 8 đến 12 tuần. 4. Vaccine Johnson và Johnson là một loại vaccine để phòng bệnh COVID-19 do Hoa Kỳ sản xuất. Hiệu suất đạt 66,9% chưa có thông tin tiêm mũi 2. 5. Vaccine BioNTech, Pfizer-BioNTech được bán với nhãn hiệu Comirnaty là một loại vaccine COVID-19 dựa trên mơ. Vaccine ban đầu được phát triển bởi công ty Đức BioNTech, sau đó công ty này hợp tác với hãng dược phẩm Trung Quốc Fosun cùng với công ty Pfizer của Mỹ hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng, vận chuyển và sản xuất. Hiệu suất đạt 95%. Mũi 2 cách mũi 1 từ 3 đến 4 tuần. 6. Vaccine COVID-19 Moderna mRNA-1273, do công ty Moderna, Mỹ, nghiên cứu và phát triển, sử dụng công nghệ mơ để tạo ra miễn dịch với virus SARS-CoV hiệu suất đạt 94,1%. Tiêm mũi 2 cách mũi 1 là 28 ngày. 7. Vaccine Sputnik V là một loại vaccine để phòng bệnh COVID-19. Do Viện Nghiên cứu Gameria của Nga nghiên cứu và và sản xuất, hiệu suất đạt khoảng 90%, tiêm mũi hai cách mũi một là 21 ngày.